Em ước mơ được làm công an, làm công an, làm công an. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy bạn ơi. Đó, thì hôm nay mọi người thấy bộ đồ mình mặc có lạ không nào? Hôm nay mình đang mặc một bộ đồ của chú công an nữa bạn ơi. Đó, thì từ nhỏ Phong đã ước mơ được làm công an rồi bạn ơi, để Phong đi bắt tội phạm. Nhưng mà ai dè đâu lớn lên Phong lại trở thành YouTuber. Nhưng mà không sao, Phong vẫn muốn làm người tốt. Cho nên hôm nay Phong đã quyết định Phong sẽ đóng vai công an ở trong làng Hero Team, để Phong gọi là đi bắt những tên tội phạm bạn ạ. Những người nào mà phạm tội hay gì á, Phong bắt Phong nhốt hết. Phong nhốt trong tù luôn. Đó, cho nên là các bạn hãy cùng với Phong, chúng ta sẽ trở thành những người gọi là sống tốt nha các bạn nha. Chúng ta phải trở thành những đứa trẻ ngoan nè, những người thật là tốt nè, phải biết nghe lời ba mẹ và học thật giỏi nha mọi người, để lớn lên làm công an nha. Đó, còn Phong thì hôm nay Phong chỉ làm công an trong mini world thôi. Đó, không sao. Nếu như mà các bạn muốn mình làm thêm những video gọi là làm công an trong mini world thì các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau gọi là đi tuần tra thôi nào. Mình sẽ gọi là cố gắng bắt thật nhiều tội phạm trong ngôi làng này. Trong ngôi làng này mình cá chắc là có rất là nhiều kẻ xấu, chẳng hạn như là ngựa mặt ngu nè. Đó, thằng này nó xấu lắm bạn ơi. Tiếp theo nữa là hình như là bữa trước còn có một đứa nó hình như là em trai hoặc là anh trai gì đó của ngựa mặt ngu á bạn. Đó chính là hacker mặt ngu. Đó, thì gọi là tên hacker này bữa trước mới đặt bom trong ngôi làng của mình, cho nên là mình rất là bực bội luôn. Bởi vậy cho nên là hôm nay mình quyết tâm phải đi kiếm gọi là ra tội phạm để bắt cho bằng được. Phải cố gắng bắt được thằng hacker đó bạn ơi. Ok rồi, đi kiếm nào, đi tuần tra nào. Trời ơi, hôm nay quả thật là một ngày trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn. Mây trời quá đẹp luôn. Trời ơi, hôm nay không khí thật trong lành yêu đời quá đi mà. Thôi, bây giờ tính ra nãy giờ mới để ý là ở ngoài công viên á, dạo này á hoa mọc lên đẹp quá trời luôn. Ê, mình có nên gọi là lấy hoa về sau đó đưa cho Simmy không ta? Nhưng mà thôi không sao đâu, chắc là mình lấy không ai biết đâu. Lấy thôi. Đưa về tặng Simmy thôi nào. Thấy rồi nha. Ô, con chào chú công an. Ủa chú công an đang đi tuần tra hả? Chào cái gì mà chào, xin giới thiệu với ngươi, ta chính là công an Phong Cận. À, hôm nay ngươi dám vào trong đây, ngươi hoái hoa đồ cái kiểu ha. Hoa này là hoa ngoài công viên, ai cho hái? Có hái hoa đâu, trời chú có thấy bằng chứng nào không? Chú có thể gọi là quay lại video, chú có thu âm lại không? Ủa con lấy hoa nào, con lấy hoa nào, giờ nào, tháng nào, giây nào? Rõ ràng là hồi nãy ta mới vừa thấy, ta còn quay video lại luôn nha. Mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy giống mình không? Hình như là hồi nãy mình mới thấy cây ron gọi là hái hoa đúng không các bạn? Đó, hoa ngoài công viên là để người ta trồng cho cái công viên người ta đẹp. Mà không, mà cây vô cây phá hoại của công, cây phá hoa, cây đập hoa, trời ơi trời. Trời ơi chú công an ơi, chú tha cho con đi rồi, con lớn mà con không biết không, chú tha cho con lần này đi mà. Không có tha cái gì hết á, tha cái gì mà tha, tha cho cậu rồi sống đầu cái quá trời người thấy vậy người ta cũng vào đây ta hái sao nè, coi nè, nè coi nè, ở chỗ này có cây táo nè, thấy không, ngày xưa quá trời táo luôn, giờ ta hái hết trơn, còn có mấy quả nè, đó thấy không, vô ý thức. Cái gì mà ta hái là chú hái hả? Người ta hái chứ phải là ta hái. À, con hiểu chú, ý chú rồi, ý chú là này nọ mà. Cái này là gì? Mà, cái gì đây? Kim cương bây giờ hả? Con đưa cho chú mấy cục kim cương rồi chú ha đa. Ha đa. Ha nè. Ta có tin là móc kim cương thêm lần nữa, ta lấy cây súng này ta bắn cho lủng đít luôn không hả? Dám đem kim cương ra hối lộ hả? Rồi xong, thêm một cái tội nữa là tội hối lộ nghe chưa? Bắt đi tù 3 năm đi. À, 3 năm hả? Trời ơi, tuổi trẻ con còn à. Trời ơi, chú bắt con 3 năm là băng gì nữa. Đi nhanh lên. À khoan, bên đây nè. Đường bên đây mới là đường nhà công an nè, đi đâu á? Qua đây nhanh lên. Đi, sim ơi, cây đi đây. Sim này. Một tí nữa tao qua tao bắt luôn sim, tao bỏ tù chung với người luôn. Đi nhanh lên, chậm chạp quá. Trời ơi, chú ơi, tha cho con đi, con lớn mà con không biết khôn. Lớn mà không biết khôn gì, khoan từ. À, đối với cái tội hái hoa như thế này á, là phải nhốt cái tù màu hồng mới đúng. Qua đây, nhanh lên. Nè, trong đây có thêm một anh gọi là da đen nè, thấy không? Vô trong đó, ở chung với ảnh đi, nhanh lên. Cái gì vậy chú, trời ơi, sao kỳ vậy? Kỳ cái gì mà kỳ, sống chung với cái anh da đen này đi. Rồi, bây giờ là coi như là mình đã bắt được một tên tội phạm đầu tiên rồi các bạn ơi. Này thì cho phá hoại của công này, đó. Nói chung là nhốt ở đây thì thôi, giả bộ nói 3 năm vậy thôi, chứ thực ra là nhốt có gọi là một ngày thôi à. Đợi Simmy đến bảo lãnh, hiểu chưa? Hiểu. Hiểu rồi đúng không? Rồi ok đi,
Ok bạn ơi, chúng ta cùng nhau đi bắt thêm gọi là những cái người gọi là phá hoại ngôi làng Hello Team của chúng ta nào. Let's go, đi thôi. Ơi trời ơi trời, sáng giờ đi vòng vòng mà không thấy tên tội phạm nào hết ta. Ủa cái gì đây? Trời ơi trời, đứa nào dám quăng rác tùm lum la đây. Ủa cái này là cái nhà của con Cam mà. Cam, đi ra đây nhanh lên. Đây. À, con Cam này láo nhờ, dám vứt rác bừa bãi tùm lum la. Cái này có phải là rác của con không đó? Phải không? Không phải hả? Ở trước nhà con mà con kêu không phải hả? Con nhìn đi, xung quanh ở đây nè, có chỗ nào có một cọng rác nào đâu. Mà ở trước nhà con gì đâu mà quăng cám nè, rồi quăng gì mà hoa, rồi gì trứng gà tùm lum la. Đồ, mấy cái đồ chơi con chơi xong con quăng tùm lum la. Thôi, vậy là không được rồi. Anh quyết định anh sẽ bắt bé Cam vào trong tù vì tội xả rác bừa bãi. Hiểu không? Không hiểu à? Không hiểu cũng bị bắt. Cái gì thì ha, gì mà ồn ào dữ vậy không? Trời ơi. Ồn ào cái gì? Bà coi nè, bà dạy Cam sao? Ủa sao nó khóc vậy? Bà dạy Cam sao? Bà kêu nó chơi đồ chơi, nó quăng tùm la trước nhà nè. Bà ừ, nó vô duyên, vô tử người ta chơi, tỉa tôi dọn chứ có gì đâu mà lá rụng, có gì đâu mà ông trách nổi mà khóc rồi nè. Ô, Cam ơi, nín thương tôi. Trời ơi, ông to gan, ông giảm chặt Cam khóc rồi. Ông nào, ông là giảm. Ê, cái bà kìa, tôi nói với bà biết nha. Hôm nay tôi không phải là Phong Cận bình thường, mà tôi là Phong Cận công an ở trong làng Hero Team. Tôi mới được lên chức làm công an ở trong làng, cho nên là tôi quyết định là tôi sẽ bắt hết. Ai mà gọi là phạm tội tôi bắt hết. Đó. Ông mà làm công an hả? Đúng rồi. Vừa lười vừa chơi game với ông mà được lên làm công an. Mắc cười, đừng có tự mặc đồ công an. Cái gì vậy? Tao nói súng thật luôn hả? Trời ơi, súng này mà súng thật cái gì? Cái này chỉ là súng bắn ra gọi là để hù người ta thôi, chứ cái này bắn không chết người đâu. Cái này chỉ là hù thôi. Hiểu không? Cái này là súng đồ chơi. Con người ta tội nghiệp này mà bắt. Cam đã phạm tội gọi là xả rác bừa bãi. Thôi nói chung mà bà không cản được tôi đâu. Đi nhanh lên Cam. Đi nhanh lên. Đi. Ủa gì vậy Cam? Ủa gì vậy? Ủa Phong? Ủa tiên bắt Cam tôi. Ủa bắt Cam bởi vì Cam phạm tội xả rác bừa bãi. Đi nhanh lên. Vô tù đi. Ủa Cam tôi bà. Trời đất ơi. Ê mày chạy đâu vậy? Mày chạy đâu vậy? Không được qua đó. Đồn công an bên đây chạy đâu vậy? Qua bên đây nhanh lên. Nhanh lên. Đi nhanh. Đi nhanh lên. Trời ơi, chắc nó công nồi em đừng có bắn nó nữa. Trời đất ơi, Cam của tôi. Tí nữa là tôi làm thịt mèo cho bà ăn luôn bây giờ nè. Đi nhanh lên coi. Đi nhanh lên. Chậm chạp lời mời. Rồi để coi bây giờ nhốt Cam đâu đây ta. Nè, cái này nè, bên này nè. Vô đây nhanh lên. Vô đây. Rồi ok. Ở trong đó luôn nha. Bây giờ Cam đã bị bắt vào trong nhà tù rồi đó. Hồi nãy cái nhà tù màu hồng là mình bắt Kairon nè, còn cái nhà tù mình sẽ bắt bé Cam lại. Ok rồi. Hey, hôm nay làm công an vui quá bạn ơi. Thôi bây giờ mình quyết định mình sẽ đi kiếm thêm tội phạm để mình bắt tiếp. Ok đi thôi. Hey, mệt quá à. Nguyên một ngày làm việc mệt mỏi rồi, chắc bây giờ về nhà kiếm cái gì đó ăn cái đi rồi sau đó mình đi làm việc tiếp mấy bạn ơi. Hey. Hey, chơi game mới được. Ủa cái gì đây? Ủa, dạng PC tôi đâu rồi? Ê hey, Sam về. Vàng PC của tôi đâu, sao mất tiêu rồi? Ủa bây giờ mới hỏi vàng PC không à? Vàng PC của ông tôi đi bán rồi, được chưa? Cái gì? Trời đất. Bà dám đi bán vàng PC của tôi? Bà này, sao bà lại bán? Trời đất ơi, ai bẻo bắt mấy Cam tôi, bây giờ tôi bán cho bỏ tức được không hả? Cái bà này, bà dám lấy tài sản của tôi đi để bà đem bà bán đúng không? Tôi bắt bà bởi vì bà đã phạm tội phá hủy tài sản người khác. Cái này là phạm tội thiệt rồi, phải bắt mới được. À bây giờ ông là cái cỡ lần công an lại bắt tôi chứ gì được. Đúng rồi. Không cần. Bây giờ nè, chờ tôi xíu. Bây giờ nè, tôi làm công an cho nên tôi không sợ ai hết, Sáng giờ tôi ghim ông rồi nha ông nội. Ông làm công an giả, sáng sớm tôi hỏi rồi, không có cái ông công an nào tóc bầu xanh như ông hết á. Ông giả là công an này bắt người này người nọ đúng không? Được lắm. Đây, tôi biết cần đâu. Tôi làm công an thiệt mà. Ui, đằng sau lưng của bà có con voi biết bay kìa. Ui, chạy. Trời ơi, trời ơi, các bạn ơi, trời ơi, trời, giả công an cho mọi người có xíu thôi mà mọi người làm gì căng thế. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì trời tối mất tiêu rồi, thôi chắc mình ra đường mình ngủ đây. Trời ơi, bà cưỡi rồng, bà dí theo mình luôn bạn ơi. Ok, bye bye mọi người, yêu anh em vãi đôi. Phong về biển đây, cá heo về với bãi biển đây. Yeah.